Shop hàng kem xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác. Hôm nay là hàng em hàng mới về các bác nhé, để phục vụ cho các bác cái hàng đầu năm 2024. Tuy kho rất nhiều nhưng mà bên em cập nhật những hàng mới liên tục. Đây, vừa dở bao ra cạm 16 là các bác này, quá là dày luôn nhỉ. Cạm này cạm mới, bên em vừa mới tìm được cái mối cạm này rất là dày dặn và thích nhá. Cạm này là bên em đưa đến cho các bác là chất lượng cạm loại 1 này, rất là dày luôn, cạm chuẩn, độ chuẩn đét luôn nhé. Ê, siêu phẩm các bác ạ. Nào bác nào thích 16 giày đây, 16 giày nhá. Đây các bác đo tràn viền này, vì cái viền này nó rất là to, nó dày, đâm ra là nhìn các bác nhìn nhá, đo nó còn được gần 17 luôn ý. Đấy, đây là cạm mới về này, cạm dày, siêu dày cho toàn thể các bác của anh em thích dày. Đấy, với cái dòng cạm 16. Thế còn cái cạm mà bên em cũng vừa mới về, vẫn là cái dòng cạm loại 1 mà bên em đang cung cấp đến toàn thể các bác. Cạm dưới dạng là vanh vuông ấy. Đây, vanh vuông này, cạm chất liệu bóng này, tay là tay inox này. Thì cái dòng cạm này em vẫn bán từ xưa đến nay, và năm 2023 là nó ra rất là nhiều. Dòng này thì được toàn thể anh em sử dụng rất nhiều và được đánh giá cao. Thì cái giá hiện tại mà bên em vẫn đang cung cấp đến toàn thể các bác ấy là 25.000 đồng. Và hiện nay thì cái mẫu này vừa mới về, hàng siêu đẹp. Bởi vì sao các bác ạ? Hàng này nó lên đến tận 2 lạng 8, nếu mà tính cả lẫy nó vào 3 lạng đấy các bác. Đấy, hàng siêu dày cho toàn thể các bác và anh em nhé. Đặc biệt đó là cái dạng vanh vuông này, các bác nhìn này, dày này. Đấy, lô cạm này mà các bác không mua thì phí hoài lắm các bác, cực kỳ phí hoài. Chất lượng thì các bác nhìn này, mà hàng đây còn vừa mới bỏ khỏi bao ra cho toàn thể các bác xem luôn. Đấy, cũng là dạng tay nốc nhưng mà hàng này hàng siêu dày, nhưng mà cái dạng một dạng này là vanh tròn không phải vanh vuông nhé các bác nhé. Dòng vanh tròn đấy, bác nào thích khỏe, thích cực kỳ khỏe thì các bác dùng loại này đấy, nhưng mà dòng này thì giá nó sẽ cao hơn, điều đấy là điều đương nhiên rồi các bác. Dòng này giá nó sẽ cao hơn, lấy của nó đây đấy, một dạng là dòng vanh tròn dày, một dòng là dòng vanh vuông đấy. Cái vanh, hai cái vanh của nó thì cũng rất là dày các bác ạ, tương đương nhau đấy. Đấy, các bác thích loại nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Cạm này thì thực ra mà các bác đo thì nó cũng phải lên đến gần 17 rồi, hơn 16 rồi. Đấy, dòng này thì sẽ đắt hơn 4.000 đồng một chiếc so với dòng này nha các bác nhé. Đắt hơn 4.000 một chiếc. Đấy, các bác mua thì các bác lưu ý dùm em, đắt hơn 4.000 đồng một chiếc như này. Hàng này là hàng siêu khủng cho toàn thể các bác và anh em thích khỏe. Đấy, thích siêu khỏe. Và tất nhiên có một cái sự thật như này này, hàng dày như này thì rất là căng rồi, rất là khỏe rồi. Thế nhưng mà để mà các bác đánh nó có độ bền thì cái dòng vanh vuông này vẫn có độ bền hơn. Đấy, ngụ ý nói như vậy chắc chắn là các bác sẽ hiểu đúng không ạ? Thì các bác có thể phân biệt được hai dòng này, các bác thích dòng nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho em, sẽ báo giá cụ thể cho toàn thể các bác và anh em tại mỗi một thời điểm. Bởi vì sao ạ? Mỗi thời điểm này, ví dụ như này này, hàng vừa mới về, đấy, hàng đợt này về giá nó như thế nào chẳng hạn như vậy. Đấy, nó có chênh lệch nhau hay nhiều hay không? Thì do mỗi một đợt hàng về, bởi vì sao? Những cái dòng cạm này đều nhập từ Trung Quốc hết các bác ạ. Và khi hàng từ Trung Quốc thì nó phải phụ thuộc vào cái tỷ giá hối ngoại của Trung Quốc. Đấy, tệ của Trung Quốc nó cao hay thấp thì nó sẽ phụ thuộc vào cái dòng tệ, nên là giá thành nó có thể thay đổi. Hoặc ví dụ như các bác mua với số lượng khác nhau thì bên em cũng sẽ đưa đến cho toàn thể các bác cái giá trị khác nhau. Hãy liên hệ trực tiếp cho em nhé. Và bây giờ vẫn đang có cái chương trình mua 10 tặng 1 kèm bàn đạp và dây phanh. Bàn đạp bên em là cái dạng bàn đen như em giới thiệu trong rất là nhiều clip trước. Đấy, một trong những cái dạng bàn mà có cái hiệu ứng ngụy trang tốt nhất hiện nay. Đấy, để phục vụ toàn thể các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc tốt nhất thì bên em đang cung ứng đến toàn thể các bác rất là đa dạng cái dòng sản phẩm, và hơn thế nữa thì giá cả cạnh tranh. Đấy, chất lượng rất là ok. Đấy, mua dòng nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại thì em đang ghi ở phần góc màn hình đấy, có cả Zalo nha toàn thể các bác nhé.